Kính thưa quý vị và các bạn, ngày nay văn hóa gia đình ngày càng trở thành một đòi hỏi mang tính cấp thiết để nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Đặc biệt là trong các gia đình tứ đại đồng đường có từ 3 đến 4 thế hệ cùng sinh sống. Từ những nét đẹp văn hóa ấy đã hun đúc lên truyền thống văn hóa của mỗi gia đình. Chuyên mục văn hóa gia đình kỳ này, chúng tôi có bài Văn hóa truyền thống, nét đẹp văn hóa Việt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Gia đình là nơi tạo nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cũng là nơi tiếp nhận, kế thừa và chuyển giao những truyền thống tốt đẹp của một dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp đã góp phần xây dựng nên bản sắc văn hóa dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, để xây dựng văn hóa gia đình và kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống, các cấp các ngành, đặc biệt là ngành văn hóa, đã có những hoạt động thiết thực nhằm nhân rộng các mô hình gia đình truyền thống, những gia đình tứ đại đồng đường, để từ đó phát huy vai trò văn hóa truyền thống gia đình trong việc nuôi dưỡng, dạy bảo con cái, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình ít con, no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. Theo đánh giá của chúng tôi thì trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay thì đang giảm dần và thay vào đó là thế hệ hạt nhân là chiếm chủ yếu. Tuy nhiên thì trong cái công tác chỉ đạo về gia đình và đặc biệt là cái tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam thì chúng tôi cũng rất là quan trọng để mà tuyên truyền vận động để xây dựng và phát huy giữ gìn cái truyền thống mà tam tứ đại đồng đường, bởi vì cái gia đình truyền thống thì có ý nghĩa hết sức quan trọng và có vai trò đặc biệt quan trọng trong cái công tác tuyên truyền giáo dục và vận động con cháu thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, đặc biệt là tuyên truyền vận động để xây dựng cái gia đình văn hóa ở khu dân cư. Đến thăm và tìm hiểu về những gia đình truyền thống có từ 3 đến 4 thế hệ cùng chung sống mới thấy được vai trò quan trọng của gia đình truyền thống. Những gia đình tứ đại đồng đường với những nét đẹp văn hóa điển hình như kính trên nhường dưới, hiếu thuận, lễ nghĩa không chỉ có ý nghĩa về mặt văn hóa mà còn tác động lớn tới ý thức xã hội trong thời điểm hiện tại, khi mà truyền thống đạo đức trong mỗi gia đình đều có nguy cơ bị xâm phạm bởi những luồng văn hóa độc hại của thời kỳ hội nhập, thì văn hóa truyền thống lại trở thành nét văn hóa tinh túy cần được phát huy và lưu giữ. Yên Lạc là địa phương đi đầu trong toàn tỉnh về phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa. Nơi đây có rất nhiều những gia đình có từ 3 đến 4 thế hệ cùng chung sống, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong mỗi gia đình như lòng hiếu thảo, đức hy sinh, phát huy tinh thần học tập. Nhiều gia đình đã trở thành tấm gương điển hình, mẫu mực trong việc nuôi dạy con cái. Trong những năm qua, nhờ sự đoàn kết của dòng họ trong việc xây dựng làng xã, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa thì đóng góp rất lớn trong cái việc thực hiện cái việc xây dựng làng xã văn hóa cũng như các cái phong trào thi đua địa phương, đặc biệt là sự đoàn kết của dòng họ thì các hộ gia đình trong dòng họ chấp hành rất tốt cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong nhiều năm liên tục. Còn đối với cái phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa thì dòng họ có 100% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Điển hình trong phong trào xây dựng gia đình truyền thống của thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc là dòng họ Nguyễn Vực Xanh. Dòng họ Nguyễn Vực Xanh có từ thế kỷ thứ 15. Trải qua 25 thế hệ sinh sống, đến nay dòng họ Nguyễn Vực Xanh có 268 hộ, 11 chi. Quá trình hình thành và phát triển, dòng họ Nguyễn Vực Xanh đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của địa phương nói riêng và xã hội nói chung. Hiện nay dòng họ Nguyễn Vực Xanh đang có 3 tiến sĩ, 2 giáo sư, trong đó có một bia tiến sĩ được lưu giữ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám từ thế kỷ thứ 17. Hiện nay dòng họ Nguyễn Vực Xanh có rất nhiều gia đình có từ 3 đến 4 thế hệ cùng sinh sống. Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp từ những đời ông cha, con cháu dòng họ Nguyễn Vực Xanh luôn biết bảo ban nhau, sống thuận hòa, kính trên nhường dưới, trở thành tấm gương điển hình cho các gia đình khác học tập và noi theo. Thực hiện cái cầu nối của cụ tôi dạy đây là khoa danh tử tích, lưu bia thạch,
là khoa danh tự tích làm nên được lưu bia đá, bên kia là tử tính cư kim điện táo tần, dạy bảo con cháu phải ngoan ngoãn chịu khó làm ăn ở đất lành chim lậu, là phải đoàn kết mà làm ăn. Thế thì thực hiện cái cầu đối chúng tôi đã duy trì từ trước đến giờ là dạy bảo con cháu phải ngoan ngoãn làm ăn, chống và xa hòa cái tệ nạn của xã hội. Ngoài việc giáo dục con cháu biết hiếu thảo, vâng lời, lễ phép, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình, những người cao tuổi trong dòng họ Nguyễn luôn làm gương cho con cháu noi theo. Hiếu thảo với cha mẹ, ôn hòa với xóm làng, có trách nhiệm với gia đình. Không chỉ gương mẫu đi đầu trong việc chăm sóc, dạy bảo con cháu, nhiều gia đình trong dòng họ Nguyễn tại thị trấn Yên Lạc còn là điển hình về làm kinh tế giỏi. Như gia đình ông Nguyễn Xuân Triệu với nghề mộc đã có thu nhập trung bình hàng năm đạt trên 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn giải quyết việc làm cho từ 10 đến 15 lao động địa phương với mức lương từ 3,5 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Những tấm gương điển hình về gia đình từ 3 đến 4 thế hệ như dòng họ Nguyễn tại thị trấn Yên Lạc hiện nay ngày càng ít. Do cách sống hiện đại của thế hệ trẻ ngày nay, xu hướng gia đình trẻ hiện đại trở nên phổ biến. Tuy nhiên, bên cạnh sự năng động thì gia đình trẻ hiện nay đang có nhiều hạn chế cơ bản như sự gắn kết lòng lẻo, ít dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Để xây dựng và phát huy tốt những giá trị truyền thống tốt đẹp trong văn hóa gia đình người Việt, bên cạnh việc đẩy mạnh áp dụng những quy ước, hương ước làng xã, công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia sinh hoạt, cùng đóng góp ý kiến để xây dựng những giá trị văn hóa truyền thống là điều rất cần thiết. Xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, một địa phương điển hình về phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, những gia đình truyền thống tứ đại đồng đường có những đóng góp rất lớn trong việc giáo dục con cháu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, vận động con cháu trong dòng họ đi đầu trong việc hiến đất làm đường, góp công góp của xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ngay từ khi Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã ký quyết định vận động toàn dân cùng đoàn kết tham gia xây dựng nông thôn mới, chính quyền xã đã nhận được sự ủng hộ rất lớn cả về vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn. Người dân xã Cao Minh luôn ý thức được vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn ngày nay. Từ một xã thuần nông, Cao Minh giờ đây đường xá đã thanh thang, kênh mương hoàn thiện. Để có những con đường liên thôn liên xã như hôm nay, đi đầu có sự đóng góp không nhỏ của những thôn đã hiến tấc vàng, ruộng nước của mình cho sự nghiệp chung. Qua hơn 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhờ vào công tác vận động, tuyên truyền, cho thấy hầu hết người dân đã tích cực hưởng ứng bằng các hành động cụ thể như hiến đất, tham gia đóng góp sức người, sức của để tu sửa, nâng cấp, mở rộng đường giao thông, các công trình công cộng, chỉnh trang các cơ sở văn hóa. Vâng, về cái phát động cái phong trào xây dựng nông thôn mới thì trong đó có cái tiêu chí tức là hiến đất làm đường, thì khi mà làm đến hộ gia đình nào thì hầu như là gia đình đều nhất trí 100%, thậm chí gia đình tự động tức là phá tường và dẹp đất cắm tiêu để cho xóm làm, làng làm, thì hầu như là cái tinh thần của mọi người trong các hộ gia đình là đều nhất trí và 100%. Cũng có hộ gia đình nhiều thì cũng hàng trăm mét vuông, mà ít cũng hàng chục mét vuông, tự đập tường để cho xóm xây tường lại và đổ làm đường, cũng như là góp công góp của để xây cái mương thoát nước hai bên. Trong phong trào hiến đất làm đường, những gia đình có từ 3 đến 4 thế hệ luôn gương mẫu đi đầu vận động con em cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay, địa phương Cao Minh đã vận động nhân dân hiến gần 4.000 mét vuông đất làm đường giao thông, trong đó nhân dân thôn Đức Cung đóng góp nhiều nhất với gần 2.000 mét vuông đất. Đường vào thôn Đức Cung giờ đã được mở rộng, bê tông hóa. Điển hình trong công tác hiến đất, phá tường rào để xây dựng đường giao thông phải kể đến hộ gia đình ông Dương Phú Hiến, thôn Đức Cung. Gia đình có 3 thế hệ chung sống. Nhằm góp phần thực hiện thành công phong trào xây dựng nông thôn mới tại quê hương, ông Dương Phú Hiến đã bỏ ra 1,3 tỷ đồng cùng nhân dân trong thôn xây dựng cổng làng. Không những thế, ông Hiến còn tự nguyện hiến hơn 300 mét vuông đất vườn thành sân chơi cho làng. Nỗ lực của ông được đông đảo người dân trên địa bàn xã ghi nhận và chính quyền địa phương đánh giá cao. Những gia đình truyền thống tại xã Cao Minh luôn đi đầu trong việc động viên con cháu hiến đất làm đường, hiến công, hiến của cùng xây dựng đổi mới quê hương. Đến nay, Cao Minh đã hoàn thành bê tông hóa, nhựa hóa hệ thống đường liên xã, liên thôn,
100% hệ thống đường giao thông ngõ xóm đã được nhựa hóa, không lầy lội vào mùa mưa. Nhân dân trong các thôn Đức Cung, Hiển Lễ còn chủ động bê tông hóa được thêm 4 km đường. Đến nay tỷ lệ bê tông hóa đạt gần 50%. Đường giao thông chính nội đồng đã cứng hóa được 3,1 km. Sau 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Công Minh đã thay da đổi thịt, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Theo cái tình hình chung của đất nước cũng như của tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta, tôi thấy là quê hương cần có sự đổi mới cơ bản với đất sống văn hóa. Là những người con ra đi cũng tiết kiệm được những đồng lương và cũng gửi gắm vào cho quê hương, xây dựng một cái hạ tầng cho khang trang thêm. Đặc biệt là nghĩ tới cái cổng làng chung, một nét sống văn hóa chung của người Việt Nam, thì tôi cũng đóng công sức của mình với nhân dân trong thôn xây dựng cái cổng làng. Và gia đình tôi cũng hiến 250 mét vuông đất ở phía trước nhà để tạo thành cái sân chơi, khu vực chung cho thôn, cho các cụ, rồi các cháu thiếu nhi có khu vui chơi và làm cái sân gấu. Thì đây cũng là một cái tấm lòng của những người con, đặc biệt là những người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam sau khi nghỉ và đóng góp một phần rất là nhỏ của mình xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Những giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình người Việt hiện đang được các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, không sinh con thứ ba, gia đình không có người mắc tai nạn xã hội ngày càng chiếm ưu thế, sẽ là điều kiện thuận lợi để chính quyền và nhân dân các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt những đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo đà để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Chuyên mục văn hóa gia đình kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.